Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Leon. Trong đoạn clip này tôi sẽ giải đáp trọn vẹn câu hỏi mua máy pha cà phê cho quán lớn nên mua máy pha nào. Thì trong đoạn clip hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị hai dòng máy pha mà những quán lớn người ta hay sử dụng. Thì những thương hiệu nổi tiếng như là Trung Nguyên, Viva, The Coffee House, Highlands, họ đang sử dụng máy pha nào. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị hai dòng máy pha của những thương hiệu đó. Thì trước mắt chúng ta nhìn thấy là dòng máy pha của tên thương hiệu là Nova Simonelli FBA2, một thương hiệu nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Mà anh chị với công suất của máy pha này thật là tuyệt vời, với công suất là khoảng tầm 960 ly một ngày, pha liên tục 1 giờ là 120 ly. Cái sự quan tâm khi anh chị mua máy pha cà phê cho những quán lớn thì đó là chính là sự ổn định và bền vững. Vì thế tôi giới thiệu cho anh chị những dòng máy này là những dòng máy hoạt động một cách bền bỉ, ít hư vặt, chứ không phải nói là không hư vặt. Thì cái việc mà hư hay không hư là phụ thuộc vào cái quá cách mà anh chị vận hành như thế nào. Thì khi anh chị hợp tác với Leon, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để sử dụng máy pha đúng cách nhất, và kèm theo đó là cái cách để mình pha ra những ly cà phê tuyệt vời nhất đó. Thì các công thức về cà phê, công thức cà phê sữa đen thì chúng tôi sẽ truyền cho anh chị lại để anh chị làm sao pha được cái đúng gu cà phê đó. Thì ngoài ra thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị cái sản phẩm cà phê, đó là quyền lợi của anh chị khi mà mình hợp tác với Leon. Thì cái sản phẩm của Leon đang trên tay tôi là sản phẩm gu cà phê số 1 với giá tầm 150.000. Thì 1 ký mà anh chị pha ra pha máy này thì nó sẽ khoảng tầm 60 ly, thì tức là giá cốt nó khoảng tầm 6, là lấy 150 chia cho 60 là khoảng tầm 2.500. Thì đối một cái mô hình mà quán lớn quan tâm tới nhiều cái chi phí phát sinh bên lề như là tiền thuê mặt bằng, tiền nhân viên, thì vấn đề về chi phí nguyên liệu cũng là một cái vấn đề về rất là nhức nhối trong người chủ quán. Thì đến với Leon thì anh chị ngoài cái việc mà mua máy ra, ngoài cái việc mà chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng ra, chúng tôi quan tâm tới cái giá cốt chi phí của một ly cà phê coi cho anh chị. Tôi nhắc lại thì cái dòng máy pha cà phê này, cái dòng máy pha cà phê Nova Simonelli, là dòng máy pha Nova Simonelli sẽ có hai mức giá. Giá cũ là khoảng tầm 65 triệu đồng, là bao gồm cả máy pha và máy xay HC600. Máy mới là khoảng tầm 100 triệu đồng, bao gồm cả máy pha mới 100% và máy xay HC600 mới 100% luôn. Đó. Thì giả sử như anh chị nào mà thấy cái dòng máy này nó vượt cái khả năng chi trả của mình và mình không thích xài máy cũ, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho mình, sẽ giới thiệu cho mình một máy pha cà phê khoảng tầm 60 triệu đồng nhưng mà máy mới 100%. Thì đằng sau tôi là dòng máy pha đến từ thương hiệu Carimali Ratica E2. E2 tức là 2 rút, đến từ thương hiệu của Ý, với các nút đa chức năng, vòi lấy nước sôi, vòi đánh hơi. Anh chị có thể làm bất kể các sản phẩm cà phê latte, macchiato, cappuccino, espresso trên con máy này hết, đều tuyệt vời hết. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mình cái cách sử dụng máy sao cho nó ổn định. Tôi nhắc lại là cái vấn đề của máy quán lớn là cần nhất là gì? Là sự ổn định và bền vững. Ổn định trong cái việc mà vận hành, bền vững trong quá trình mà duy trì cái chi phí. Thì ổn định, tôi sẽ hướng dẫn, thì công ty sẽ hướng dẫn cho mình cái cách sử dụng và cái công thức để tạo ra những ly cà phê espresso đó, rất là tuyệt vời, rất là ngon. Thì mỗi khu vực của anh chị sẽ có một cái gu cà phê khác nhau. Miền Tây khác, miền Nam khác, miền Trung khác, miền Bắc khác. Miền Nam thì thích như nào, miền Trung thích như nào, miền Tây thích cái khẩu vị đường nước sao, rồi lượng cà phê bao nhiêu ml. Thì Leon sẽ hiểu rõ cái vấn đề đó. Tại vì công ty cà phê Leon mạnh ở cái hai cái khoản, thì mạnh ở cái khoản mà cung cấp máy pha và mạnh ở cái khoản mà chuyên cung cấp cà phê hạt. Thì chúng tôi sẽ biết được cái khu của anh chị đang cần là cần cái sản phẩm cà phê hạt là loại nào, gu bao nhiêu, vị đắng, độ chua, độ đậm như thế nào đó. Thì khi anh chị mua máy pha của công ty cà phê Leon, chúng tôi sẽ tư vấn cho mình cái sản phẩm phù hợp để giảm thiểu cái mức độ thất bại, mức độ rủi ro của anh chị xuống thấp nhất và tăng cái tỷ lệ thành công của anh chị lên cao nhất đó. Thì mua một mà được nhiều anh chị, chứ không phải là mua máy không thôi. Vì thế mình khôn ngoan, mình chọn lựa cái chỗ mua máy pha cà phê
mạnh ở cái khoản mà chuyên cung cấp máy pha và chuyên cả cà phê luôn thì nó sẽ tốt hơn anh chị. Đó. Thì hai cái dòng máy pha mà đang đứng trước mặt của anh chị này thì tôi sẽ nhắc lại là giá cũ của Nova Simonelli là khoảng tầm 65 triệu đồng, giá mới là khoảng tầm 100 triệu đồng bao gồm cả máy xay luôn. Máy xay tức là máy xay như vậy anh chị. Thì khi mà anh chị xay đây, khi mà anh chị xay một cái sản phẩm, một cái hạt cà phê đây, anh chị phải bỏ hạt cà phê vô đây, anh chị xay đây. Sau đó anh chị sẽ đổ bột cà phê vô tay cầm này. Đó. Sau đó anh chị lấy cái tay cầm này này. Đó, anh chị sẽ bỏ vô cái họng máy. Họng máy pha này để pha ra. Đó. Thì mọi cái thao tác đó thì công ty sẽ hướng dẫn cho mình. Thì máy cũ là khoảng tầm 65 triệu đồng, máy mới là khoảng tầm 100 triệu đồng bao gồm cả máy xay luôn. Còn dòng này thì nó sẽ là máy mới 100% là khoảng tầm 60 triệu đồng đó. Mình sẽ có hai sự chọn lựa đó. Thì qua clip này tôi muốn nhắn nhủ cho những chủ quán mua máy pha cà phê cho quán lớn của mình là hãy trở thành người mua hàng thông minh bằng cách là mua máy pha từ chỗ chuyên cung cấp cả máy pha và chuyên cung cấp cà phê luôn đó. Thì khi đó thì anh chị sẽ giảm thiểu cái thất bại của mình và tăng cái tỷ lệ thành công của anh chị lên. Hãy đăng ký kênh theo dõi công ty Cà Phê Leon. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình này.